Xin giới thiệu với mọi người, đây là chiếc su cắt hàng cao cấp nhất từ trước đến giờ luôn nha. Và mọi người sẽ nhìn thấy chiếc quần này rất là mềm mịn và mát, chất su nè, mọi người có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn ha. Và đây cũng là su gân nhưng mà là hàng cao cấp ha. Phần đùi nè và phần mông, phần bụng của chúng ta sẽ không bị ngấn nha. Khi chúng ta mặc những cái chiếc quần bình thường á, thường nó sẽ ngấn ở đây hoặc là ngấn ở mông khi chúng ta ngồi, hoặc là nó sẽ bó xít vào cái phần bụng của chúng ta, gây cho chúng ta cảm giác là ngứa sau đó, hoặc là một số bạn thì bị dị ứng ở cái phần đó nữa, hoặc là bị hầm hơi, hoặc là bị rát nữa, đỏ da. Thì chiếc quần này sẽ giải quyết được những cái vấn đề đó hết cho mọi người nha. Mặc siêu mềm mát và siêu nhẹ luôn, tưởng cảm giác giống như là chúng ta không mặc quần đó mọi người à. Rất là mềm, rất là mịn và mát. Các bạn nào mà đã từng mua quần cao cấp này của shop rồi, mình cảm kết là không thể nào chê ở chỗ nào được. Và 10 chiếc quần này sẽ có khoảng 4-5 màu, lát mình sẽ giới thiệu màu cho mọi người xem. Thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái chiếc này. Thì cái mẫu này là free size và lưng cao nha, cạp cao một tí xíu, tức là ôm vùng bụng của chúng ta cũng nó ở dưới cái phần rốn thôi, nhưng mà cũng là dạng cạp cao chứ không phải là cạp thấp. Và cái mẫu này mặc rất là ok với các bạn nào mà mua đầm body á, chúng ta sợ ngấn thì chúng ta mặc những cái chiếc quần như thế này nha. Và free size, cái form này khá to cho nên phù hợp với các bạn từ 45 cho đến 60 cân thì mặc vừa form này, và rất là đẹp luôn mọi người. Đây cái chất của nó nè, mọi người thấy không, nó giãn lắm luôn nè ha, rất là giãn và mặc mềm mát vô đối luôn mọi người. Đây là cái màu giống như màu ruốc, màu hồng pastel nè, màu tím tím. Mình quay xa xa thì mọi người còn thấy được cái màu nó khác nhau ha. Đây là màu đen, đây là màu vàng vàng đó, còn đây là màu hồng sậm. Có khoảng 5 màu ha, và nó được lặp lại. Mẫu này mình không tách lẻ bán đâu nha cả nhà nha. Các bạn mua thì mua một lốc giúp mình luôn. Và thực sự là khi mà mình bán cái lốc này, đa số những cái khách mà quen dùng hàng cao cấp rồi là họ múc luôn một lốc chứ không có đắn đo suy nghĩ gì nữa hả. Mặc rất là thích, rất là mát luôn nha cả nhà. Và nếu mà mọi người muốn mua mẫu chip này thì vui lòng đọc mã lên giúp mình nha. 516 nha cả nhà nha. Rất là đẹp, và mình đã quay rất là rõ, rất là cụ thể cho mọi người thấy chiếc quần này như thế nào rồi. Mặc cam kết là không ngấn, không gây đau, hoặc là không gây xít, hoặc là bị đỏ da hay bị dị ứng ngứa gì như các cái quần khác đâu nha. Chất su rất là mềm mát luôn, mặc siêu đã nha. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.